Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tin bóng đá. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Hà Lan và đội tuyển nữ Nam Phi thuộc vòng 16 đội World Cup nữ 2023 diễn ra lúc 9 giờ hôm nay mùng 6 tháng 8. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục tỷ lệ, tiếp, soi kèo bóng đá, nhận định. Dù tham dự World Cup 2023 với tư cách là nhà đương kim vô địch châu Phi, song Nam Phi không được đánh giá quá cao ở giải đấu năm nay. Ở vòng bảng, đội bóng này chỉ kiếm được một điểm sau hai vòng đầu thua Thụy Điển, hòa Argentina. Mãi tới lượt đấu cuối, Nam Phi mới lách được qua khe cửa hẹp khi bất ngờ đánh bại Italia 3, hai để cán đích ở vị trí thứ hai bảng G, qua đó có vé đi tiếp. Có thể nói, đây là chiến thắng lịch sử với Nam Phi bởi mãi đến phút 90 cộng 2 Katlana mới ghi được bàn thắng thứ ba cho đại diện tới từ lục địa đen. Nếu không có bàn thắng quý như vàng của Catalana thì Italia mới là đội có mặt ở vòng knock-out. So với Nam Phi, Hà Lan là đội bóng sừng sỏ hơn nhiều với thắng lợi 7 sao trước Việt Nam ở lượt cuối vòng bảng, Hà Lan đã dẫn đầu bảng E có sự góp mặt của nhà vô địch thế giới Mỹ. Cách đây 4 năm, Hà Lan từng giành ngôi Á quân thế giới và hiện giờ họ cũng là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Trong quá khứ, Hà Lan từng 3 lần chạm trán Nam Phi, đại diện tới từ châu Âu áp đảo hoàn toàn khi duy trì được thành tích toàn thắng. Riêng trận gặp Nam Phi gần nhất, họ đã vùi dập đối phương với tỷ số đậm 5-1. Do bị chấn thương ở lượt đầu vòng bảng, Tiền đạo thuộc biên chế câu lạc bộ Juventus là Linet Bierenstein đã bỏ lỡ hai trận đấu gần nhất của Hà Lan. Hiện vẫn chưa rõ cô có kịp bình phục để góp mặt ở trận đấu tới hay không. Bất chấp việc Bierenstein gặp vấn đề về sức khỏe, Hà Lan vẫn ghi được tới 9 bàn ở vòng bảng. Ba trong số này là những pha lập công của tiền vệ Giroud. Về phần Nam Phi, tiền đạo dính chấn thương trong trận đấu với Argentina ở vòng bảng không chắc có thể sung trận. Trong khi đó, cầu thủ bị treo giò ở trận đấu với Italia là Colosa đã sẵn sàng tái xuất. Theo cây viết Ben Sully của Sportball, nữ Nam Phi đúng là đã gây bất ngờ ở World Cup 2023 song họ vẫn chưa phải là đối thủ của Hà Lan. Với thực lực mạnh hơn, Hà Lan đủ khả năng giành chiến thắng thứ 5 trong 6 trận gần nhất. Ở cả 5 trận đấu gần đây của Hà Lan, các cô gái áo cam đều là những người ghi bàn mở tỷ số. Trong quá khứ, Hà Lan cũng ghi bàn trước trong cả 3 lần đụng độ Nam Phi đá với Nam Phi ở đẳng cấp thấp hơn sẽ không bất ngờ nếu Hà Lan khai thông được thế bế tắc của trận đấu. Đội tuyển nữ Nam Phi đang là chú ngựa ô ở World Cup 2023 khi vượt qua được vòng bảng theo cách ít ai ngờ. Tuy nhiên, họ đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng trước Italia nên nhiều khả năng sẽ phải nhường vé đi tiếp cho Hà Lan đang thắng như trẻ tre. Xứng danh đương kim Á quân World Cup, nữ Hà Lan đã có một vòng bảng như ý hoàn thành mục tiêu đề ra. Sau trận mở màn thắng nhẹ Bồ Đào Nha 1 không những áp đảo hoàn toàn về chuyên môn. Các cô gái xứ sở hoa Tulip đã chia điểm với đối thủ quen thuộc Mỹ hai đội đã chạm trán ở chung kết World Cup 2019 trong thế dẫn bản trước. Với quyết tâm cạnh tranh ngôi đầu bảng E, thay cho huấn luyện viên Andre Jonker đã chủ trương thắng đậm Việt Nam và kết quả đã thành công với thắng lợi đậm nhất từ đầu World Cup 2023. Qua đó sở hữu vị trí số một chung cuộc đầy thuyết phục, thậm chí hơn Mỹ tới 2 điểm vì trận cuối nhà đương kim vô địch bị bồ đào nha cầm hòa phần thưởng dành cho Hà Lan là họ chỉ phải gặp đối thủ dưới cơ Nam Phi ở vòng 16 đội. Trong quá khứ, hai đội chỉ có dịp chạm trán ở các trận giao hữu và không có gì ngạc nhiên khi Hà Lan toàn thắng 5 trận, thậm chí không trận nào ghi dưới hai bàn. Tất nhiên cảm giác thi đấu ở một trận chính thức rất khác biệt. Chưa kể lại là loại trực tiếp xong vấn đề là Hà Lan chơi quá ổn định và một số chuyên gia còn cho rằng đội bóng này vẫn chưa tung hết bài. Nữ Nam Phi đã vượt qua vòng bảng đầy kịch tính trong lần thứ hai được dự World Cup lần đầu vào năm 2019 và ra về với ba trận toàn thua, Baniana Baniana đã trưởng thành rõ rệt về năng lực dẫn bản lĩnh. Hai trận đầu tiên, nhà đương kim vô địch châu Phi đều là đội mở tỷ số nhưng rốt cục đã thua ngược thị điển vào phút 90 và bị Argentina lấy lại một điểm. Đến trận cuối gặp Italia, họ rơi vào thế bị dẫn bản xong đã trình diễn lối chơi quả cảm và song phẳng để thắng Trung cuộc 3, 2 đầy cảm xúc. Trong đó bản quyết định được ghi vào phút 90 2. Nhờ thắng lợi đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup, huấn luyện viên Desiree Ellis cùng các học trò đã vượt bật chính Italia để giành lấy tấm vé vào vòng 16 đội. Trong tâm trạng thoải mái và hưng phấn sau khi vượt ngưỡng, Nam Phi có quyền mơ đến kỳ tích tiếp theo trước Hà Lan nhưng trong bóng đá. Không dễ gây sốc liên tiếp đặc biệt trong bối cảnh cách biệt về chuyên môn giữa hai bên là quá rõ ràng. Thêm nữa hẳn nữ Nam Phi đã lộ hết chân tướng ở vòng bảng vừa rồi, đặc biệt ở chiến thắng trước Italia nên chẳng còn gì là ẩn số bí mật. Nhìn nhận tổng thể, nữ Hà Lan vẫn sáng cửa đi tiếp và nhiều khả năng họ còn giải quyết xong đối thủ trong hai hiệp chính. Nhất là khi được nhìn nhận ở mức chấp kèo rất cao mặc cho Nam Phi đã thể hiện được sức mạnh của mình. Tại vòng bảng, Nam Phi nhận đều đặn hai bàn thua ở cả ba trận, đổi lại trận nào cũng ghi được bàn. Với sự phản kháng của mình, Nam Phi hứa hẹn sẽ tiếp tục chọc thủng lưới Hà Lan, giúp cho trận đấu càng dễ vượt bốc ba bàn được ghi. Từ những phân tích trên chúng tôi dự đoán đội tuyển nữ Hà Lan sẽ giành chiến thắng trước đội tuyển nữ Nam Phi. Trong trận đấu thứ ba ở vòng 16 đội vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023 diễn ra lúc 9 giờ hôm nay mùng 6 tháng 8 năm 2023. Theo bạn giữa đội tuyển nữ Hà Lan và đội tuyển nữ Nam Phi, đội bóng nào sẽ giành chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.